Chào tất cả các bạn. Các bạn ơi, hôm nay mình lại có đồ ăn đây. Đây, có một cái hot dog và 5 cái xúc xích các bạn ạ. Đấy, các bạn thấy thế nào, có ngon, có hấp dẫn không? Hôm nay thì các bạn có biết chị em mình làm món gì từ những cái này không? Món gì chị? Không món gì cả. Bây giờ trời cũng sắp tối rồi, làm món gì nữa thì đến tối vẫn chưa có ăn các bạn ạ. Bây giờ các bạn hãy cùng chúng mình đem xuống chiên ăn nha. Let's go. Bật bếp cho nó khô cái chảo đi, sau đó là mình sẽ rót dầu vào. Lâu lắm rồi bây giờ mới ăn lại hot dog với xúc xích đấy các bạn. Xúc xích này mình quên không khứa vỏ cho nên là nó bắn đấy các bạn. Mấy ngày nay nó nóng quá các bạn, nó nắng. Cái hot dog có vẻ sắp được rồi đấy, sắp được rồi đấy. Tí nữa để chị ăn hot dog cho nhé. Để em ăn cho. Thôi có một cái hot dog thì hai đứa ăn đi. Chín rồi. Còn đen đen hơi cháy cháy rồi ấy. Các bạn ơi, đã bạn nào thèm chưa? Các bạn há miệng ra. Đúng rồi. Ngon ngon ngon. Ui đây các bạn ơi, xúc xích đã chín rồi. Đây, giờ vớt ra nha. Em tối tắt bếp. Trời ơi, to khổng lồ luôn. Tí nữa là nó xẹp xẹp thấy các bạn luôn ấy. Nó xẹp thế nào được? Xẹp được đấy, em tin không? Em có à? Thế. Nhưng mà như này chắc nó không xẹp được đâu. Ừ, để tí nữa. Được rồi, xong hết rồi, giờ chúng mình mang ra mời tất cả các bạn cùng thưởng thức nha. Đĩa đầy ụ luôn. Nhanh thôi, trời ơi. Nhanh, 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 chóng, chóng. Ôi ơi. À, ta đã. Này, xúc xích của mình nó teo rồi này các bạn ơi. Nào, rót tương ớt ra. Hết tương ớt. Xong đi xua sau. Ủa, cả mayonnaise nữa. Đúng rồi. Giờ em Tú mới biết sức hấp dẫn của mayonnaise các bạn. Giờ nó mới bộc lộ. Em không nhìn thấy. Rồi được rồi, đi. Nào, cầm lấy đĩa, cầm lấy đĩa. Nóng thế. Nào giờ chị chấm cho em cắn một miếng nha. Thế sao không kéo ra chị? Đấy. Kéo ra mỗi đứa nữa. Em cắn kéo ra. Một nửa có xúc xích, một nửa có phô mai hả trời? Đúng rồi. Ô, nóng không? Ôi phô mai ngon nha. Giờ tới lượt ta. Trời, mình được một miếng phô mai, riêng được một sợi phô mai. Đúng rồi. Em thử nốt miếng này xong em cho chị được. Em ăn xúc xích. Chia gì vậy? Ủa. Ok. Em phần này. Cái gì? Em phần có phô mai. Phô mai ngọt rồi. Heo đẻ mai xúc xích, xúc xích nhá. I love phô mai. Mời các bạn nha. Thôi, ăn nóng chảy hết mồ hôi rồi các bạn. Ngon.
Ở đây có bạn nào thích ăn hot dog giống chị em không? Em rất thích ớt. Wow, anh hết sợi quá mà bảy. Hết sạch luôn. Một giọt nha các bạn. Đây cũng một giọt nha. Thôi cho mayonnaise vào mà chấm thôi. Một giọt tương ớt phải một giọt mayonnaise. Rồi, hết tương ớt rồi giờ cho mayonnaise. Chấm ăn. Cầm lấy. Mời các bạn nhé. Nóng quá. Vừa mới chân xong mang ra ăn luôn nên là nó nóng các bạn. Nhưng mà nó ngon. Xúc xích này là làm thủ công đấy các bạn ạ. Ui. Chấm với mayo nó béo thật sự luôn ý nhỉ. Ăn nó dậy vị. Hình như xúc xích này em thích ăn mỗi là cái vỏ. Tại sao thế? Cái vỏ nó giòn. Ở bên trong trắng nõn. Các bạn nhìn này, bên trong này nó còn có mấy cái sụn nữa. Ăn nó đã lắm. Ăn như giò như giả. Ăn như giò như chả ấy. Wow. Thế nào? Ngon. Thế nào? Ngon. Ấy các bạn nhìn thấy mặt em chưa? Mặt những người khen ngon. Ăn nóng như này khoái lắm nhé. Mặc dù nó nóng thì nóng đấy. Nhưng mà ăn ngon thì vẫn khoái lắm. Mình thôi rồi nha. Sao đã thôi rồi? Em no rồi. Mới thế mà đã no. Wow, ăn béo mà thơm cực kỳ luôn. Ở đây có bạn nào thích sốt mayonnaise? Giờ tay cái nào. Lúc chơi em tôi không thích đâu. Giờ lại tự nhiên thích các bạn ạ. Từ khi nào mà em thích mayonnaise? Ăn nhiều gì? Hết tương ớt rồi là em lôi mayonnaise ra chấm chắc từ đấy. Trời, thật là đáo đẻ. Trời ơi. Vẫn ngon, vẫn ngon. Ấy còn không kêu to bằng em vừa lại. Đấy, trắng nõn mà. Yummy, yummy. Đúng là xúc xích xịn quá ha. Quẹt một hai đường là hết thôi. Lâu lâu chị Dân không được ăn xúc xích nên là chị Dân ăn ngon thế các bạn. Rất là ngon các bạn. Còn ba cái xúc xích này thì mình sẽ để dành cho em Lộc các bạn nha. Hôm nay ăn quá là mỹ mãn rồi. Được rồi, bây giờ thì các bạn đến xem video đến đây. Nhớ like, đăng ký, rung chuông và chia sẻ ủng hộ cho mình nhé. Chào các bạn. Lộc TV, hãy ấn vào đăng ký để theo dõi.